Lại là trích lỏ Nafiri nha anh em. Hello anh em, với kinh nghiệm chơi Nafiri 2 ngày thôi mọi người, mình có một cái trích nhỏ để anh em có thể băng bể đá cổ. Cái này mình chơi mình sử dụng và thành công. Thì ví dụ khi mà anh em muốn băng bể đá cổ mà anh em dí nó như này này, anh em đang đầu đàn, anh em lao vào thì anh em sẽ bị trụ bắn đúng không? Nhưng mà khi mà anh em để cho con chó của mình tanh ấy, cái con chó con này này, nó tanh trước thì anh em sẽ không bị đam nha. Đây, ví dụ mình muốn băng vào, mình đang dẫn đầu, mình sẽ lui lại một nhịp để cho con chó tanh trước, xong mình lao vào. Đó, là trụ nó sẽ không đam mình, là bể đá cổ nó không bắn mình, bởi vì cơ chế của bể đá cổ nó không giống như là trụ. Khi mà anh em vào trụ, anh em đam lên tướng địch thì anh em sẽ bị bắn, nhưng mà ở đây anh em có chó nó tanh nho thì anh em sẽ không bị trụ bắn. Và nếu như anh em muốn kiểu băng vào bể đá cổ lâu ấy thì anh em nên bật R lên thì nó sẽ gọi kiểu chó đàn ấy. Đây, nhưng mà nhớ là không được tanh nha. Đây, để mấy con chó này nó tanh trước đó, xong em đánh, cứ đánh trong bể đá cổ thôi. Đó, như này là anh em sẽ không bị bể đá cổ bắn. Một cái khá là hay với cả con Nafiri này. Wow.